Hai anh chị, em quên nói trong video trước đây là khi anh chị mở lại, tại vì giờ mỗi người phải mang những khẩu trang này, giờ khách của anh chị không có thấy miệng cười của anh chị nữa, không có thấy emotion. So, show emotion, em dịch dùng Google Translate dịch là thể hiện cảm xúc. So, thí dụ em mang mask này lên, khẩu trang này lên, rồi em show anh chị dài câu hay dài gestures cử chỉ, động tác anh chị có thể dùng để khách của anh chị thấy anh chị vẫn còn friendly. Okay, so for example, anh chị mang khẩu trang, anh chị cười mà người ta không thấy, anh chị phải nhớ cười với mắt. Cười với mắt, and then khi người ta vô thì anh chị nhớ, khi khách vô thì anh chị nhớ hello liền, or oh thank you very much, and then anh chị để tay lên ngực like this, or để khi khách, cái mask này không có fitting very well, khi khách vô anh chị để tay open hands up liền, oh hello, or let's see another example. Hi, hello beautiful, or oh hi gorgeous, I haven't seen you for so long. Anh chị phải có nhiều emotion khi anh chị nói chuyện với khách. And then khách mới thấy anh chị vẫn còn friendly. Tại vì giờ mình che miệng lại rồi, người ta không thấy mình cười nữa. Hello anh chị, có vài người email em hỏi em làm employment agreement, tại vì sau khi open là chủ tiệm không có muốn rắc rối nếu như khách tới tiệm mà lây bệnh nhân viên, and then nhân viên kiện or complain so to employment standards. So em làm giờ em làm cái employment agreement này, cái này thì anh chị không có bắt buộc phải làm, only if anh chị muốn làm thôi. So first là employment agreement at the top between employer name, so tên của công ty, hoặc nếu như anh chị không có công ty mà sole proprietor thì tên của chủ tiệm, và employee name, employee last name, middle name and first name. Okay, and then dưới đây thì the work being performed by the employee listed above is as follows. Check all that apply. So công việc mà nhân viên làm cho tiệm này là như theo, and then check all that apply là anh chị phải đánh dấu X hay cái check mark cho những cái công việc mà nhân viên làm, so artificial nails, manicure, pedicure để check mark, waxing, eyelashes or other thì mình tự viết kế bên. Số 1 thì as an employer we are required to provide a safe work environment, là chủ tiệm thì mình phải có chỗ làm việc của mình phải an toàn cho nhân viên. You have the right to refuse dangerous work. Nếu như không có an toàn cho nhân viên thì nhân viên có quyền từ chối việc làm. However, refusal to work if there is no risk deems that you have willingly quit your job and you may not be eligible for any government support. Nhưng nếu như không chịu trở lại làm và nếu như không có nguy hiểm và không chịu trở lại làm thì là cái này mean là mình tự nghỉ việc làm và có thể không đủ điều kiện để cho cái hỗ trợ from the government. So hi, for the safety of coworkers and customers, cho cái sự an toàn của những other nhân viên khác và khách hàng, nếu người nhân viên này hoặc anyone, người nhân viên có gần gũi người nào, gia đình or bạn bè mà mới trở về from outside of Canada và hay có bị bệnh COVID-19 symptoms, bị cảm, ho, fever, please do not come to work, là xin đừng có đi làm. Phải liên lạc với chủ tiệm và chủ sẽ reschedule, hẹn lại 14 ngày từ khi trở lại làm, từ khi trở lại vô Canada, hoặc 14 ngày sau khi cái symptoms không còn cảm ho nữa, so only 2 weeks later sẽ bắt đầu trở lại đi làm. So bà, I fully understand that I may be exposed to COVID-19, là mình
hiểu là mình có thể bị lây COVID-19 from người khách, from anybody in the salon or any other viruses or bacteria, and this is a work-related risk. So cái này là cái risk mà mình khi mình trở lại đi làm. So Bom, I fully agree that it is my responsibility to ensure that I keep myself and others safe by following the safety procedures and precautions. So tôi đồng ý là tôi có trách nhiệm để ensure that I keep myself để cho sự an toàn của mình và những người xung quanh mình, và mình phải làm theo hết những safety procedures and precautions. So phải sanitize, phải clean up đàng hoàng, sạch sẽ, phải đúng, phải mang mask, phải mang khẩu trang and gloves, phải thay properly, không có đụng mặt. So, or nếu ho thì ho vô elbow instead of coughing everywhere and then lay everybody else. Number 5, I fully agree that I will not sue or complain if my employer has taken full safety precautions as stated by the government. So tôi đồng ý là không có kiện hay khiếu nại nếu như chủ tiệm đã theo lời của government và làm an toàn cái chỗ làm của mình. So the information I've provided is complete and true to the best of my knowledge. So những cái thông tin trên cái agreement này, hợp đồng này là sự thật. And then employee signature ký tên để ngày tháng, and then employer signature ký tên để ngày tháng. Okay. Trong video trước thì em có cho anh chị ý kiến là trong tiệm thì cố gắng đừng có để nhiều supplies, giấy tờ, newspapers, magazines, những thứ mà bằng giấy anh chị không có sanitize được, cho nên mình bỏ hết trong tiệm. So same thing with the appointment book. Nếu như anh chị thay vì dùng appointment book bằng giấy thì anh chị dùng appointment book qua Google Calendar, for example, dùng trên iPad or để trên cái iPhone, and then trên điện thoại đó anh chị có thể share cái calendar đó with all their employees, or it's all electronic, so không cần giữ bằng giấy nữa, an toàn hơn. And then anh chị nên sanitize, khử trùng cái iPhone or iPad or the laptop or computer all the time. So cái form này thì em làm cho khách trả lời, tại vì nếu như anh chị làm có cái form này thì anh nếu như Alberta Health tới and liên lạc với anh chị nói là hôm qua có người khách có thể bị bệnh COVID-19 or tested positive for COVID-19, then Alberta, the government muốn biết là hôm qua trong salon có người nào vô ra salon, tại vì giờ phải liên lạc với hết những người này để make sure những người này không có bị bệnh COVID, không có bị lây. So anh chị phải lưu lại hết những cái thông tin của hết những người nhân viên và khách vô tiệm của anh chị. Thay vì đưa khách cây viết và giấy để cho khách điền ra, and then anh chị phải phải giữ một đống giấy, tại vì bao nhiêu người vô tiệm của anh chị mỗi ngày, anh chị phải giữ một đống giấy để cho keep track người nào ra vô tiệm. Anh chị có thể dùng cái form này, em sẽ share cái link để cho, tại vì em đã làm form sẵn rồi, giờ em share cái link này, anh chị có thể save vào Google Drive của anh chị through Gmail, and then mỗi lần khách nào tới thì anh chị có thể bấm share cho người khách qua email của người khách tự dùng điện thoại của khách bấm trả lời hết những câu hỏi, để hết những thông tin vô, and then bấm save. Khách bấm save xong, anh chị có thông tin hết giữ trên điện thoại của anh chị. Làm như vậy thì an toàn cho khách và an toàn cho anh chị luôn, tại vì không có trao đổi điện thoại, không có trao đổi iPad or cái viết và giấy. So now let's cái form này thì at the top it just says contact information. Your participation is important to help us take precautionary measures to protect you and everyone in our community. Thank you for your time. So những thông tin này sẽ take precautionary measures để bảo vệ người khách và hết những người trong cộng đồng. Thank you for your time. So here để email khách, người khách để email address. Oh, actually I'm going to go here first, the preview. Okay, so khách sẽ thấy cái form như vậy.
Khi anh chị gửi cho khách, so khách để vô email address của người khách, and then để tên vô, số phone, email, oops, the email, I'm going to remove this one, so only email một lần thôi, appointment date, so ngày, appointment là ngày nào để cho mình biết lưu lại là người nào trong salon ngày đó, and then những câu hỏi này là em nghĩ anh chị cũng đã thấy qua rồi. Thường xuyên. Have you or anyone been in close contact with or experienced any cold or flu-like symptoms in the last 14 days? So, người khách hay người nào mà người khách ở gần hay in contact with có bị bệnh, bị cảm, bị ho, đau cổ? Bấm yes or no. Next one. Have you or anyone you have been in contact with? Close contact with traveled outside of Canada within the last 14 days. So trong 14 ngày vừa rồi thì có người khách or anybody that khách gần with có ra khỏi Canada hay không? Yes or no? Have you had close contact with or cared for someone diagnosed with COVID-19? Yes or no? So người khách or anybody gần khách có COVID-19 hay không? And have you... And that is a duplicate question, which I will delete as well. And then sau khi khách làm xong bấm submit, and then that's it. Okay, so hopefully những forms này sẽ giúp anh chị. And nếu anh chị cần em thay đổi forms gì thì anh forms nào anh chị nhắn cho em rồi em sẽ thay đổi and then save lại cho anh chị. Thank you.